Chiếc mèo mê ngửi mùi mồ hôi của Sen, thúi nhưng mà phê. Mùi hôi ấy, mà cũng đẹp rồi nữa là. Mùi hương em nồng say, một chút bất thi ni, hòa cùng một chút ác ma ni. Mấy ông hoàng thượng trông có vẻ cao quý này, ấy thế mà lại có những sở thích kỳ lạ đến quái dị, làm cho các con sen không thể nào đỡ nổi. Điển hình là chú mèo tên Táo này, thích gì chẳng thích mà lại đi thích ngửi mùi mồ hôi của Sen. Kể cho các bạn nghe, cái áo này đã được để từ Tết đến giờ rồi. Ấy vậy mà khi nó phát hiện, lại tiến lại hít lấy hít để như này. Nhìn mặt như đang phê cần, mặc kệ có ai dè biểu, mình vẫn cứ kiên định với cái đam mê bốc mùi này. Chứng kiến cảnh bé mèo nhà mình đang phê và với mùi hương nồng say, cô Sen chẳng thể nhịn được cười. Thật là không biết phải làm sao với Táo. Này mình có thể bỏ 9 đến 10 mà nghĩ là nó mê mùi sen không mọi người. Tuy nhiên nghĩ vậy cũng thấy mát lòng mát dạ, thấy cũng dễ thương ghê. Nhưng mà nghe kêu quả thật mèo có những sở thích đặc biệt với những thứ nặng mùi. Có đúng thật là vậy không các Sen? Kiểm chứng giúp mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.